khoảng 17 giờ ngày hôm qua tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) số 29 đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng táo tợn. Theo thông tin ban đầu, đối tượng cao khoảng 1m7, mặc áo khoác da màu đen, đội đôi mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, dùng súng nén khí ga xông vào ngân hàng uy hiếp nhân viên, cướp đi số tiền lớn. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, các cán bộ nhân viên ngân hàng đang thực hiện công việc cuối ngày giao dịch. Tên cướp đã xông vào đe dọa và cướp tiền. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn. Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo công tác điều tra. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu nhặt được một số viên bi sắt nghi là đạn của loại súng bắn đạn bi có nén khí ga. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng sử dụng loại hung khí không phải là súng quân dụng để uy hiếp nhân viên ngân hàng và cướp đi số tiền là hơn 700 triệu đồng. Hiện lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang được huy động để điều tra và truy bắt đối tượng. Cũng trong tối qua, về phía Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cũng đã có thông cáo báo chí về vụ việc này và khẳng định mọi quyền lợi của khách hàng được đảm bảo và các hoạt động tại phòng giao dịch thành nội nói riêng BIDV Thừa Thiên Huế nói chung tiếp tục diễn ra bình thường.